Thưa quý vị, chiều 11 tháng 9 năm 2024, thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, trước thông tin về việc Trung Quốc chuẩn bị xả lũ đập nước nhà máy thủy điện Ma Lù Thằng thuộc Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ở thượng nguồn sông Lô, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc đã khẩn trương làm việc với Bộ Ngoại giao Trung Quốc và tỉnh Vân Nam. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng của Trung Quốc, để hỗ trợ công tác phòng chống lũ lụt, cứu hộ, cứu nạn ở hạ nguồn của Trung Quốc và Việt Nam, đập thủy điện Ma Lù Thằng đã không tiến hành xả nước. Tuy nhiên vừa qua, do mưa lớn liên tục nhiều ngày, mực nước tại đập thủy điện Ma Lù Thằng dâng rất cao, gây nguy cơ vỡ đập. Trong trường hợp vỡ đập sẽ gây tổn thất rất lớn cho các địa phương hai nước. Trên cơ sở cân nhắc thận trọng, Trung Quốc đã thông báo cho tỉnh Hà Giang về việc dự kiến xả đập Ma Lù Thằng vào lúc 15 giờ ngày 11 tháng 9 đến 14 giờ ngày 12 tháng 9 với khối lượng xả tối đa là 250 mét khối mỗi giây. Sau các trao đổi của Việt Nam, cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ giảm khối lượng xả từ 250 mét khối mỗi giây thành 200 mét khối mỗi giây và lùi thời gian xả lũ thành 16 giờ 30 ngày 11 tháng 9. Phía Trung Quốc cũng cho biết đã yêu cầu các địa phương liên quan của nước này chỉ xả lũ ở mức nhỏ nhất với mục đích giữ an toàn cho đập nước. Đối với thượng nguồn sông Nguyên, sông Hồng, phía Trung Quốc khẳng định tất cả các nhà máy thủy điện và đập nước của Trung Quốc không xả lũ. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Ngoại giao, trong thời gian tới, các cơ quan đại diện Việt Nam ở Trung Quốc sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để cập nhật thông tin về tình hình lũ lụt tại các địa phương ở Trung Quốc có ảnh hưởng đến địa phương của Việt Nam. Cùng với đó là phối hợp trao đổi thường xuyên với nước sở tại nhằm thúc đẩy các biện pháp giảm tối đa lượng nước từ thượng nguồn của Trung Quốc đổ xuống hạ nguồn là các địa phương của Việt Nam, qua đó giảm thiệt hại do lũ lụt gây ra tại lưu vực các con sông khu vực miền Bắc Việt Nam. Để chung tay giúp đỡ và sẻ chia với người dân đã hứng chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Báo Thanh niên rất mong các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và quý khán giả gần xa trên tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Bắc. Những tấm lòng của quý nhà hảo tâm sẽ là nguồn động viên to lớn để đồng bào vượt qua đau thương và khó khăn trong những ngày này. Mọi sự đóng góp quý báu xin vui lòng gửi về Tòa soạn Báo Thanh niên, địa chỉ tại 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc tòa soạn tại Hà Nội tại địa chỉ 218 Tây Sơn, quận Đống Đa, hoặc các văn phòng đại diện Báo Thanh niên trên cả nước. Quý vị cũng có thể chuyển khoản qua tài khoản Báo Thanh niên, số tài khoản 1000-6868 Ngân hàng Exim Bank chi nhánh Sài Gòn, hoặc số tài khoản 686-886-6868 tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi rõ: hỗ trợ đồng bào trong cơn bão số 3. Báo Thanh niên sẽ tổ chức các chuyến cứu trợ kịp thời, mang đến tình thương và sự giúp đỡ của quý vị đến tận tay bà con vùng thiệt hại do bão lũ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin chi tiết trên các kênh của Báo Thanh niên. Xin trân trọng biết ơn những tấm lòng vì đồng bào. Năm 68 ấy, bây giờ thì coi như cũng không toàn trận vụ này. Thứ hai là nó lên quá nhanh, là toàn bộ dân ở đây, cả nhà số là không kịp chuẩn tay, không kịp dọn. Chưa bao giờ như này. Thì mọi người mới chủ quan mà. Chưa bao giờ xảy ra như lụt như này thì mọi người bắt đầu mới chủ quan thì mới không thu chứ. Trận lũ lụt lịch sử từ đêm ngày 9 tháng 9 năm 2024 đã khiến thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái mênh mông biển nước. Nước lũ về quá nhanh và dữ dội khiến nhiều người dân không kịp trở tay. Ngay trong đêm ngày 9 tháng 9, ông Trần Huy Tuấn là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ký văn bản công bố tình hình khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái, về tình huống mưa lớn, lũ quét, sạt lở, ngập úng. Đến sáng ngày 11 tháng 9, lũ đã rút bớt nhưng cả thành phố khắp nơi vẫn toàn là nước và bùn đất. Mình mặc quần áo đây nhìn này, không chạy kịp luôn. Đấy là mình đã đề phòng là lũ nó lên, nhưng mà chỉ nghĩ nó lên tầm 1 mét đến 1 mét rưỡi thôi, nhưng mà không ngờ nó lên tận hết cả nóc nhà một, thì nói chung là quần áo thì hỏng hết. Chị Nguyễn Thị Lân ở đường Điện Biên, thành phố Yên Bái bất ngờ vì chưa gặp trận lũ lụt nào lớn đến vậy. Ở khu vực cây 4 này nhà tớ là ngập cuối cùng của tỉnh Yên Bái, là từ hôm tối hôm kia. Bắt đầu nước sau suối lên rất là nhanh.
nó lên mà tất hầu như ở khu vực này không ai chạy kịp cả. Và trong lịch sử bao nhiêu năm qua thì đây là lần đầu tiên nó gặp như thế đấy. Nên là mọi người đây chạy nhưng mà kiểu không nghĩ là nó lại lên nhanh như thế mà nó lại ngập cao như thế. Cách nhà của chị Lân không xa, nhà của ông Lưu Bá Cương cũng chìm trong biển nước. Ông Cương cho biết trận lụt đã khiến nhiều tài sản trong nhà ông hư hỏng nặng. Nó ngập lên đến đây, lên đến gần hết tầng 1. Là như tại nhà chú là lên cao gần 3m2 trong nhà. Thế nên là toàn bộ đồ dùng, bàn ghế hỏng hết. Chỉ tận dụng được những cái đồ là đồ cứng. Còn tủ tiếp rồi bàn ghế rồi đồ điện nó ngập là hỏng hết. Thấy hiện tượng là nước rút cái thì khi bắt đầu nước rút xuống mình tính toán là nó còn khoảng 50 phân ở trong nhà là mình đã phải xuống để đẩy bùn ra ngoài, chứ không bùn nó ở trong nhà nhiều lắm. Trận lụt lịch sử không chỉ gây thiệt hại nặng về tài sản mà còn khiến cuộc sống của người dân chật vật hơn rất nhiều. Những nhà thấp như nhà của chị Lân phải chuyển đến nơi khác sống nhờ. Còn một số nhà có lầu cao hơn thì phải nhờ đến lực lượng chức năng cũng như các đơn vị thiện nguyện hỗ trợ, cung cấp thức ăn, nước uống. À, những ngày đó thì đã có những cái tổ chức từ thiện rồi là công an bộ đội cũng tuần tra kiểm soát để hỗ trợ những người mà nó ngập cao quá, phải đưa đến những cái chuồng lời cao hơn đỡ nguy hiểm. Như nhà chú thì chú lại tất cả rút lên tầng 2 chỗ ở trên đó, và cứ đến sáng trưa chiều tối thì có các cái nhiều tổ chức lắm, người ta làm từ thiện, người ta đến người ta phát cơm, nước uống, cái đồ sinh hoạt cho tất cả các khu. Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2024, tại đầu tuyến đường Điện Biên, một trong những tuyến đường huyết mạch ở thành phố Yên Bái, người dân tất bật dọn bùn đất, rác thải do trận lụt gây ra. Phần lớn tuyến đường Điện Biên và nhiều tuyến đường khác tại thành phố Yên Bái, nước vẫn còn ngập sâu, người dân vẫn phải di chuyển bằng xuồng. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Lê Thành Long vào sáng ngày 10 tháng 9, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ tối ngày 9 tháng 9, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa to đến rất to và dông. Trên sông Thao tại Yên Bái, lũ vẫn đang tiếp tục lên. Hiện mực nước trên sông Thao đang duy trì trên mức báo động 3. Tính đến sáng ngày 11 tháng 9, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 41 người chết và mất tích, trong đó 37 người chết do sạt lở đất, 1 người chết do ngập lũ, 3 người mất tích, 17 người bị thương. Về tài sản, hơn 22.300 ngôi nhà bị thiệt hại, hơn 4.700 hecta cây trồng bị hư hỏng và rất nhiều thiệt hại khác. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình mưa lũ ở Yên Bái trong các bản tin sau.